việc mà chúng ta để khàn tiếng kéo dài thì sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào về mặt sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người bệnh ạ? Vâng, thì như chúng ta biết được, nếu mà cái khàn tiếng mất tiếng thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn, vì chúng ta biết cái tiếng nói của chúng ta đây nó chính là những cái để chúng ta có thể giao tiếp, đặc biệt là trong học tập, trong công việc, đúng không ạ? Trong cuộc sống hàng ngày. Thế khi mà khàn tiếng mất tiếng như vậy thì chúng ta sẽ giao tiếp rất là khó, nói thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ bị hạn chế nói đi, và đặc biệt là khi nói thì những người đối diện người ta cũng không hiểu được mấy, và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái công việc của chúng ta, đến cái học tập của chúng ta, cũng như là trong cái việc làm hàng ngày của chúng ta. Đấy là thứ nhất là về như vậy. Thứ hai nữa là khi chúng ta biết là đối với khàn tiếng mất tiếng thì các cái dây thanh âm nó sẽ bị sơ cứng và nó bị viêm phù nề xuất tiết, và nó có rất nhiều đờm, nhiều dịch, và những hai cái dây thanh âm thì thường nó không khép kín là được với nhau, nên là khi nói là cái hơi của chúng ta nó bị tụt ra ngoài rất là nhiều, và chúng ta rất là mệt, người bệnh cảm thấy nó hụt hơi và nói rất là nhanh mệt, và người ta thường cũng sẽ không nói nữa, và nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai nữa là trong những cái viêm nhiễm ở cái vùng thanh quản như vậy, nếu mà chúng ta không điều trị thì chúng ta biết nó sẽ lây lan lên trên và xuống dưới, có thể dẫn đến những tình trạng như là viêm họng này, rồi viêm mũi xoang, rồi ở phía dưới chúng ta có thể dẫn đến tình trạng như là viêm các cái phế quản, viêm phổi nếu mà không được điều trị, và có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp. Những cái khàn tiếng như vậy đây nó cũng có thể là các cái triệu chứng của rất nhiều các cái bệnh lý như là thực thể, như là các cái viêm nhiễm tại đó. Nếu chúng ta không điều trị thì những cái đó nó sẽ trở thành những các cái viêm nhiễm mãn tính, và chúng ta thấy được là cái việc điều trị sau này nó sẽ rất là khó khăn. Rồi là nó cũng có thể, cái khàn tiếng này nó có thể xuất phát từ một số các cái bệnh lý như chúng ta biết, như là các cái ung thư này, ở thanh quản này, rồi là những các cái dấu hiệu như là liệt các dây thần kinh nữa. Thì tất cả những cái này nếu không điều trị sớm thì nó cũng sẽ dẫn đến những rất nguy hiểm, và đặc biệt là nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy cái dấu hiệu khàn tiếng mất tiếng nó chỉ là một trong những các cái triệu chứng của rất nhiều những các cái bệnh lý, nên là nếu mà chúng ta không có những cái việc điều trị kịp thời thì nó cũng sẽ gây tác hại rất nhiều, và đặc biệt là có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.